Chào mọi người. Hôm nay thì thời tiết nó đã nắng ấm đây. Mình lại lên thăm cái số bẫy dây của mình. Thăm lần này là lần thứ tư đây. Không biết là dính được cái gì không. Ở lần thăm thứ ba thì mình được một con bìm bịp. Hai lần thăm đầu thì sập nhưng không được cái gì này. Cái này thì bị sập mất đây. Hôm trước mình đã gài vào nhưng mà lại bị sập đây. Chắc là bén đường châu bò đi thì nó nhắm qua cạnh này. Bên này cũng sập mất mấy cái này. Toàn sập kiểu gì ấy. Chỗ này hôm nọ mình vái mồi thóc xuống đây. Mình sẽ quay cam lại đằng trước cho mọi người xem này. Mấy cái cửa bẫy này thì cái nào mình cũng vái một chút thóc với hạt ngô qua đây. Thì cái này không biết là chữ gà hay là con chim gì nó đã nhặt hết thóc của mình đây. Mình sẽ qua mấy cái bên này xem là được không. Cái này đây, cái này cũng sập nhưng mà vẫn còn có hạt ngô đây. Cái ở bên đằng bên này thì chắc là chúng con gà con gì ăn mất mồi của mình này. Mình xem cái chỗ lỏng trâu đây xem là có cái lỗ chân của gà đi không. Có lỗ chân của một con chồn đây. Lối rất to này. Một lối đây. Con này. Đây cái lối chân của nó đây. Lối chân chồn đi ở lối chân trâu đây. Không biết là con chồn gì. Lối rất to đây. Mình sẽ lên trên này thăm tiếp đây. Cái khu này bẫy của mình bị trâu bò phá hỏng hết đây. Cái chỗ bãi thóc của mình này hôm nọ mình vái rất nhiều này. Bây giờ nó đã giảm đi này. Hôm nọ mình lên thăm thì nó còn mọc cả mầm đây. Cái hạt ngô nó còn có cả mầm đây. Mấy cái bẫy này bị trâu bò nhắm hỏng hết ngay gầm cây quả đây. Cái này cũng bị sập này. Đây không biết bén cái gì đây, túm chả được cái gì. Cái bên này hình như là được một con gà rừng đây. Cái này hôm nọ mình cũng vái mồi vào. Được một con gà rừng đây. Con gà đây. Đây cái bẫy của mình đây. Bẫy của mình đánh mình vái cả ngô xuống đây. Con gà này chắc chúng không biết là ba hôm mình không lên thăm rồi. Từ hôm mưa mình đi thăm về là đến bây giờ đây. Nó vầm xuống dưới này này. Ướt hết này. Ô, con này bị trúng cái giò của ai đánh này. Đánh mồi đây. Thắt bên chân này. Nó giật được đứt đây. Úi giời. Con gà cũng gà non. Xem nặng không nào. Cũng được tầm 1 cân thôi con này. Mình lại lên trên này thăm tiếp mấy cửa bẫy trên này. Cửa này cũng bị sập nhưng mà nó vướng mất vào cái cành cây đây, nó không sập được lên này. Nó vướng vào đây. Cần này mình đánh mấy ngày nó cũng yếu đi rồi. Đây cái phần gà này vẫn còn mềm mềm này. Mấy ngày trước mình đánh mới thì đàn gà nó di chuyển vào bên trong. Bây giờ nó lại ra ngoài này rồi. Cái này cũng sập mất một cửa đây. Khu này rất nhiều bò đi lại này, nó phá hỏng bẫy của mình rất nhiều này. Có con bò đây. Nó đi ngay gần cái bẫy của mình. Cái này bị sập rồi.
chả biết chúng còn gì, toàn sập này. Mình sẽ gài lại cái bẫy này. Mấy cái trên này cũng không sập này. Cái này vẫn còn nguyên này. Mình đang đi thăm hai cái bẫy cuối cùng này. Cái chỗ này là chỗ hôm nọ mình chặt cái cây của bính để ăn này. Cái bẫy của mình hình như là sập rồi, nhưng mà không được con gì đây. Từ xa xa mình nhìn thấy cái bẫy rồi. Cái dưới này không sập này. Sập cái này hôm trước cũng lúc mưa cũng bị sập này. Hôm nay lên thăm cũng vẫn bị sập này. Chả biết là chúng còn gì nhưng mà không giữ được này. Mình sẽ gài lại cái bẫy này. Bẫy dưới này mình gài lại nhưng mà hôm trước nó bị sập, hôm nay không sập thì mình lại lên trên này thăm cái cuối cùng. Xong là mình đi ra ngoài đồi ngoài kia thôi. Cái này cũng bị sập đây. Chả biết sập vì cái gì mà nó bị sập hết này. Không có dấu hiệu gì của lối chân gà đi qua đây đây. Chắc là có cái gì nhỏ động vào thì nó sập đây. Mình sẽ cài lại. Mình ra đến bờ ao đây. Ra đây gặp một cái anh ở làng mình định đi bẫy gà đây. Thì nãy mình có ngồi với anh một tí thì cái con gà mình bẫy được đây. Lúc nãy có cái dây giò. Đây, cái dây giò này, cái dây này của anh phải không? Của anh đánh từ trong năm rồi phải không? Hôm đấy nó cũng dính bẫy nhưng mà xuống bắt thì nó lôi xuống dốc nó bay thì đứt cả dây giò đây. Anh em mình thịt con này ăn đi. Đây, nước ở ao đây cũng hơi trong trong này. Trên đồi thì đây là cái thùng trâu nhá, thùng trâu tắm này. Lấy nước này về mổ con gà này luôn này. Đâu tìm chỗ nào ngon ngon luôn bếp ơi. Thế hôm nay anh đi từ mấy giờ rồi? 10 giờ đi à? 12 giờ á? Bây giờ 3 giờ còn gì nữa. Đi mấy vòng rồi không thấy lối đâu à? Thôi nướng hai anh em mình quyết con này luôn. Chiến luôn. Đây đun ở đây đây. Chỗ này nó hơi râm râm một tí thì có củi thì đun đây này. Cái bếp của mình đun đã cháy đây. Cái anh đi đánh gà kia thì anh ấy bận về đón trẻ con đi học, mới có việc bận thì anh ấy đi lên đồi anh về. Mình bảo là rủ anh ấy cùng nhau ăn con gà này nhưng mà anh ấy có việc thì đi về. Thì mình đã đun bếp cháy to đây. Thì một mình vẫn làm con gà này. Bếp của mình đã cháy rất to này. Con gà thì mình đã làm xong đây. Mình không có dao, mình lấy tay rồi mình làm mái mới xong mổ được nó đây. Mình sẽ để tạm đây, mình đi bẻ lấy cái cây về để xiển qua để mình nướng này. Mình sẽ ra ngoài này mình tìm lấy một cái cây vừa vừa, mình sẽ dùng tay mình bẻ này. Thank you.
Bốn niên mình lúc nãy thì đi lấy măng ở dưới ngay vườn bẩn thế này, thì mình nướng con gà ở trên này. Lúc rủ cái anh ở làng đi đánh gà cùng nhau nướng ăn thì anh ấy đi về rồi. Thì mình lúc mình đang nướng cũng nướng được một lúc thì bốn niên mình đi lấy măng thì gọi mình và xem chỗ nào có măng thì mình lại gọi bốn niên lên trên này cùng mình ăn con gà đây. Chín rồi đấy nhỉ? Hai bố con mình bắt đầu ăn. Ui, nóng hổi thế cơ. Nóng. Xé được không? Không có dao nhỉ? Làm gì cần dao? Ui rồi, mời mọi người một cái đùi gà rừng này. Cái con này đấy. Thì cái cựa của nó được bằng này rồi. Một phần nó. Cái nó, ui rồi. Này, nhất chưa? Không có bột canh có gì nhỉ? Nhất chưa? Nào. Nào. Mời mọi người đi, ui rồi ơi. Nào ăn đi. Ui, trời mỡ trụ trụ này á. Thử xem thế nào đi. Ngon thế nhở. Chú này còn nguyên hai cái ước này, hai mảnh ước này. Đã ăn thế nào mới ăn cái đùi chứ. cái này có mấy chén rượu nữa ăn ngon nữa nhỉ. Rượu con không có đâu. Ăn chay thôi. Không có dao ăn thì cố. Ôi được ăn con. Ngon đấy nhỉ. Ăn gà ngọt thế. Nhất rồi. Mấy cái nhưng mà bây giờ nó là một cái chỉ còn khoảng mấy cái thôi. Video cũng khá dài rồi, mình cũng hai bố con ăn xong con gà rừng rồi thì mình cũng tạm dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video, mọi người xem thấy hay yêu quý kênh của mình thì cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người, chào mọi người.